hỏi anh gọi cho ai thì anh lại không nói. Tôi nhức đầu lắm, không nói chuyện được với cô nữa. Tôi chưa thấy một đứa con dâu nào mà vụng về hậu đậu với cô đấy. Em bật loa ngoài lên cho em. Kìa, em nghe anh nói đã. Lỡ mày nó làm cái điều gì dại dột thì sao? Ly hôn, hai đứa nói năng kiểu gì đấy? Tao cứ hở ra một cái là đòi bỏ vợ là thế nào? Mẹ dạy con như thế đấy hả Hưng? Kìa mẹ, nhưng mà cô ấy quá đáng ấy. Quá đáng á? Thế em hỏi anh, cả ngày anh cầm một cái điện thoại, anh gọi điện không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Em hỏi anh gọi cho ai thì anh lại không nói. Thế thì chả là nhân tình nhân ngại còn gì nữa? Con nói chuyện công việc mà thôi, con không nói với hai người nữa. Đấy, mẹ xem. Anh đứng lại, anh giải thích cho mẹ hết đi nào. Này, con thôi đi. Có chuyện gì mà con cứ gào ầm lên như thế? Phải biết kiềm chế chứ. Cứ gào ầm lên để giải quyết được vấn đề gì? Mẹ à, anh... Thôi, tôi nhức đầu lắm, không nói chuyện được với cô nữa. Mẹ... Mẹ đợi con với. Mẹ, sao mà mẹ mua nhiều thế ạ? Sao là mình không gọi? Gọi cái gì mà gọi? Cô thì lúc nào cũng gọi, ship với cả siếc. Ngủ thì chưa chầy chưa giật ra với dậy, không làm được cái việc gì cả. Tôi mua nhiều thế này ấy là để cho cô hâm nóng lại tình yêu với chồng cô đấy. Cô xem, từ ngày cô về cái nhà này làm dâu, cô chưa nấu được một bữa cơm nào ra hồn cả. Cứ hở ra là cô gọi ship rồi đi nhà hàng. Cô chưa làm được cái việc gì từ tâm cô cả. Má, các cụ đã nói rồi, đường đi qua cái trái tim người đàn ông là phải qua cái dạ dày của họ. Cô phải nấu ăn ngon cho chồng thì chồng đấy mới cảm động, thì nó mới không ra ngoài léng phéng được chứ. Thật thế hả mẹ? Chả thế thì sao? Được rồi. Quả này nhá, con sẽ làm cho chồng con mê mẩn. Anh ấy sẽ không bao giờ phải đi ra ngoài làm con. Ôi trời ơi, tôi chưa thấy một đứa con dâu nào mà vụng về hậu đậu như cô đấy. Ôi trời, cứu mẹ, không được cái việc gì cả. Ngay từ đầu mẹ hẹn anh đi ăn là anh đã thấy sai sai rồi. Bây giờ thì anh đã hiểu. Thì em cũng có biết đâu. Mà thôi, chưa rồi thì để em gọi cơm nhá. Thôi không cần đâu. Có chuyện gì thì em nói luôn đi, anh đang rất là bận. Đằng nào cũng chưa rồi mà. Mình gọi cơm rồi mình vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mà anh có hẹn đi ăn với mọi người ở công ty rồi. Nào, có chuyện gì em nói luôn đi. Loa ngoài lên cho em. Bật thì bật, sợ gì? Qua Minh Chính Đại chẳng sợ gì cả. Alo. Anh Hưng, anh đi đâu? Sao không chờ em? Em nhớ anh lắm đây này. Hello. Who are you? Cô là ai mà lại dám nói linh tinh như thế hả? Xin giới thiệu với cô, tôi là Dung, thư ký mới của công ty và cũng là vợ sắp cưới của anh Hưng đấy. Em, anh, kìa, em nghe anh nói đã. Này, cô nói linh tinh cái gì đấy? Đây là vợ của tôi đấy. Kìa. Kìa em nghe anh nói đã. Tôi không hề giải thích. Đấy, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cũng không hiểu tại sao cô lại nói như thế nữa. Hưng, con giải thích cho mẹ biết chuyện này là thế nào.
Chính vì mẹ không yên tâm nên mẹ mới đi theo. Mẹ không nghĩ là con lại như thế đấy. Mẹ nói cho con biết nhá, nhà này ấy không có cái thói mèo mả gà đông ở bên ngoài đâu nhá. Kìa mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Thực sự là con với cô ấy không có một chuyện gì cả. Con không hiểu tại sao cô ấy lại nói như thế. Con xin thề với mẹ, con với cô ấy không có một chuyện gì, con hứa. Không có chuyện gì mà suốt ngày chúng mày dính lấy nhau. Về đến nhà vẫn còn nhắn tin gọi điện rồi kể nọ kể kia về nhau là thế nào. Thực sự là bây giờ con đang có công việc rất là quan trọng, đang có một dự án lớn. Chính vì thế nên là con nếu không có chuyện gì ấy, thì con gọi ngay nó lên đây xin lỗi vợ con đi, sau đó bồi việc nó đi. Kìa mẹ, Dung là một thư ký tốt, cô ấy giúp con rất nhiều cho công việc. Nếu mà bây giờ con đổi việc cô ấy thì con biết phải làm nào à? Mẹ không cần biết. Mẹ chỉ có một đứa con dâu duy nhất là Hồng Anh. Nếu bây giờ chúng mày ly hôn thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Đừng coi bà già này là mẹ nữa. Kìa mẹ, mẹ. Em nghe anh nói đó. Đau hết cả đầu. Ngủ đã. Này, thế vợ con đâu? Sao không gọi nó ra ăn sáng? Vợ con hôm qua dỗi con, thế nó ngủ phòng em rượu. Ngủ phòng cái rượu á? Cái rượu nó đi học từ sáng rồi, mẹ vừa vào có thấy ai đâu. Con chả biết. Ơ, sao lại không thấy à? Chết rồi. Lỡ mày nó làm cái điều gì dại dột thì sao? Trời ơi, con bé này trông như thế thôi nhưng mà nó thật ra cứ tưởng nó mạnh mẽ nhưng mà thật ra nó rất mềm yếu. Con mau đi tìm nó về đây đi. Kìa mẹ, em mẹ bình tĩnh đã. Nếu mà con tìm không thấy thì đừng nhìn mặt bà già này nữa đi. Mẹ đi. Em mẹ bình tĩnh đã. Bây giờ còn mẹ đi tìm gọi nhá. Cô không nói nữa, đi. Cảm ơn, em cảm ơn chị. Anh ơi. Anh cho em hỏi nhờ với, anh có thấy một cô gái cao tầm này, tóc dài, mắt to mà. Vợ hả? Sao chồng lại ra đây? Chồng đi tập thể dục hay sao mà thở hổn hển thế? Vợ đi đâu đây? Thì vợ đi mua đồ. Hôm qua nhá, mẹ dạy vợ cách chọn rau củ quả tươi rồi. Cho nên là vợ đi chợ này, mua được nhiều đồ lắm, chồng xem đi. Thế? Đó. Không phải là vợ bỏ đi à? Không, vợ bỏ đi đâu. Tại vì hôm qua vợ đọc được một cái bài báo ấy, người ta viết về một cô vợ kiểu hậu đậu, không biết nấu nướng gì. Cho nên là chồng chán, chồng mới đi ra ngoài bồ bịch lăng nhăng. Thật là đáng thương. Thế nên em đã quyết định rồi, em sẽ trở thành một người phụ nữ thật là đảm đang để giữ chồng thật chặt ở bên mình. Chồng không thoát được tay em đâu. Thế vợ đừng giận chuyện hôm qua của anh đấy nhá. Sao lại không? Em không dễ dàng bỏ qua chuyện như thế đâu. Em là một người ấy, có thù là phải trả. Mà cô ta là người của công ty anh thì anh tự đi mà giải quyết. Làm gì có cái chuyện cô ta nói em và anh như thế được. Mà nói em và anh được rồi ấy, chắc chắn cô ta còn nói với những người khác. Mà một người như thế anh không nên giữ lại công ty làm gì cả, sẽ gây rắc rối cho anh đấy. Anh xin lỗi vợ. Đúng là anh không nghe những lời vợ nói. Mà dạo này anh cũng bận quá nên là anh không quan tâm nhiều đến vợ nữa. Mà lại còn mắng vợ là ghen tuông vô cớ. Anh xin lỗi vợ nhiều. Anh hứa anh sẽ không bao giờ lăng nhăng bồ bịch. Mà nếu mà anh lăng nhăng bồ bịch nhá, thì kiếp này anh sẽ hóa thành con kiến để cho vợ ghi chết luôn. Vợ nhá, vợ tha lỗi cho anh đi. Để xem đã. Lại đây. Không còn, không khí hết. Thế là thế nào ấy nhỉ? Không kia.